Một sự kết hợp hoàn hảo của một combo nội thất phòng thờ tạo nên một không gian thờ tự trang nghiêm và vô cùng ấm cúng các bác ạ. Dạ vâng, xin kính chào toàn thể các quý khách hàng đã đến với video mới nhất của cơ sở sắc đẹp Hướng Hương Nam Định giá tận gốc. Và trong video ngày hôm nay, em Hương sẽ lên sóng cho các bác một combo nội thất nhà thờ bao gồm một chiếc tủ tre và một bộ trường kỷ. Tiếp đến là một chiếc sập ngồi thập điểu quần mai các bác ạ. Và đầu tiên là một bộ trường kỷ đang được cơ sở bên em làm với kích thước chiều dài là 1m97 các bác nhé. Và với bộ sản phẩm này được cơ sở bên em xuất ra với mức tài chính là 15 triệu đồng. Và tiếp đến là một chiếc tủ chè cánh cong bệ tứ linh bát tiên các bác ạ. Và ở chiếc tủ chè này được cơ sở bên em cẩn ốc cực kỳ là đẹp và rực rỡ luôn đấy các bác ạ. Từng đường nét khảm đều được người thợ trau chuốt tỉ mỉ, cắt tỉa rất chuẩn và vô cùng sắc nét các bác nhé. Về phần lèo được cơ sở bên em đục là lèo kép, đục theo tích là rơi ngậm tiền, mang về tiền tài, phúc phần may mắn ạ. Và phần bệ bên dưới được cơ sở bên em đục theo tích là tứ linh bát tiên, có ý nghĩa là thờ, 4 con vật và 8 ông tiên các bác ạ. Và với bộ sản phẩm này được cơ sở bên em xuất ra là 17 triệu đồng các bác nhé. Và cuối cùng, điểm nổi bật nhất của không gian thờ tự đó chính là một chiếc sập ngồi mẫu thập điểu quần mai. Và để thổi hồn vào bộ sản phẩm trên thì phần chân tiền và phần dạ tiền của bộ sản phẩm cũng được cơ sở bên em đục chạm vô cùng tỉ mỉ và các chi tiết cực kỳ là kênh bông và sắc nét. Đặc biệt hơn nữa là được cơ sở bên em đục chạm 100% bằng tay các bác ạ thì mới được kênh bông và sắc nét như thế này. Mà không phải một cơ sở nào cũng có thể đục chạm kênh bông và truyền hồn như thế này các bác nhé. Và với bộ sản phẩm này đang được cơ sở bên em xuất ra với mức giá đầu tư là 28 triệu đồng, cho kích thước đại 1m80 x 2m20, quay tam diện đục chạm 3 mặt. Phần chân đang được cơ sở bên em làm là vuông 24 phân, dạ tiền liền khối dày 10 phân các bác ạ. Một combo nội thất phòng thờ đẹp, nó toát lên cái vẻ đẹp trang nghiêm, sang trọng và lịch lãm các bác ạ. Nó còn thể hiện bề thế của gia chủ, xa hoa và vô cùng quyền quý các bác nhé. Và bên cơ sở sắc đẹp Hướng Hương có nhận đặt theo yêu cầu theo kích thước không gian của mỗi gia đình. Vì thế các bác hãy mạnh dạn liên hệ cho em Hương qua số hotline mà em ghi ở trên màn hình để em Hương có thể tư vấn những bộ sản phẩm phù hợp nhất đối với không gian nhà của mình cũng như là phù hợp nhất đối với điều kiện kinh tế của mỗi gia đình nhà mình các bác nhé.